Bộ Sát Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và trai khuyết toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bộ Sát Đức Huy đang có mặt ở Thủy Nguyên, Hải Phòng và đang đứng trước nhà vườn của anh Thái. Nhà vườn anh Thái thì hôm nay có tổ chức trưng bày để tổng kết cuối năm. Và cuộc trưng bày này có khoảng trên dưới 200 tác phẩm. Và có một cái tác phẩm cây dòng ăn trái đặc biệt đang có mặt ở đây. Đó là cây trứng gà hay còn gọi là cây Lê Kima. Một tác phẩm độc đáo quý vị ạ. Mọi người cũng đang tham quan khá đông. Cháu chào các bác nhá và các anh nhá. Cây trứng gà này của anh Thịnh, anh Thịnh ơi. Vâng vâng. Quý vị ơi, cây trứng gà này cực kỳ sai quả quý vị nhá. Anh ơi, anh Thịnh ơi, cây này thì như cái quả này thì chơi được khoảng lâu không anh? Cây này mà từ lúc nó đâm hoa và kết trái thì nó rơi vào tầm khoảng gần 5 tháng. Gần 5 tháng. Nó mới chín. Nhưng mà khi cái chín thế này thì chín thế được này lâu thì chơi cũng phải được hết tháng 2. À thế à? Tức là còn phải hơn 1 tháng nữa thì nó hơn 1 tháng nữa. Gần 2 tháng nữa. Qua Tết. Tức là chơi Tết được đúng không? Nhưng mà cây này đặc biệt là nó lại ra hoa tiếp. Lại ra hoa tiếp đấy đúng không? Tức là quả này mà rụng thì tiếp tục lại có lật hoa quả thứ hai. Lại có lứa sau. Cây này là lúc nào trên chậu cũng có quả và có hoa. Đấy. Một cây một cái trứng gà được làm rất là kỹ quý vị nhé. Cây này anh sở hữu lâu chưa anh Thịnh? Cây này thì tôi cũng mới sở hữu thôi. Được nửa tháng. À mới được nửa tháng thôi. Mới mua về thấy nó đẹp quá mà lại chơi được Tết nên là mua về vừa chơi vừa giao lưu. Vâng. Bởi vì ở quanh đây thôi. Bởi vì cây trứng gà sai quả này thì chỉ có cây thuần chậu lâu thôi. Ở trên chậu lâu thì mới hoa trái nhiều thế này, anh công nhận không? Cây này tôi được biết là người chơi đã hơn chục năm ở trong chậu. Đúng rồi. Phải như vậy thì mới có sai quả sai trái thế này. Được làm rất là cẩn thận quý vị nhá. Chiều cao chỉ cao 1 mét thôi anh Thịnh nhỉ? Chỉ 1 mét và cái chiều dài tán thì hơn 2 mét. Hơn 2 mét quý vị ạ. Một cây dáng siêu. Có một thân chính và một cái tử ở dưới gốc này. Dáng mẫu tử. Cái trứng gà độc đáo quý vị ạ. Quý vị ơi, cây này mà anh chia sẻ thì còn chơi đến tháng 2 mà. Chứng tỏ là Tết. Chúng ta được... Nhà anh Thịnh được chơi cái cây trứng gà này. Đẹp quá. Thôi thì khỏi phải chơi quất. Chơi quất, chơi bồng, chơi bưởi thì mình thêm năm nay thêm cây trứng gà. Cái bồng bưởi thì thường ai cũng có. Vâng, đúng rồi. Cái cây bồng, cây bưởi thì chúng ta ra chợ chúng ta mua được ngay. Như những cây này thì nhiều khi là có tiền cũng tìm cũng khó. Này nhìn mới đẹp. Độc lạ. Đẹp quá quý vị ạ. Quả sai. Quý vị không đếm được quý vị ạ. Không đếm được cái số lượng quả. Mặt trước mặt sau đều rất là đẹp. Hoa sai. Ui giời, này hoa này. Hoa rất sai quý vị nhé. Cái này thì anh mua về anh chơi Tết hay là anh có giao lưu không? Chân tiên là mình mua về chơi Tết. Vâng. Nhưng mà nếu như mà ai mà cảm thấy thì mình vẫn nhượng lại vẫn chiều. Vẫn chiều à? Ở nhà có cây khác. Đây số điện thoại của anh đây đúng không? Đây số điện thoại của anh Thịnh này quý vị này. Có gì quý vị liên lạc với anh Thịnh 0977170536. Đầu tiên là mua chơi, nhưng mà quý vị nào thích thì hợp lý thì vẫn giao lưu, có giao lưu. Cái này thì cái chiều cao chỉ cao 1 mét thì chúng ta chơi ở không gian trong nhà vẫn được. 90 phần. Cây này tầm tối điện nó vào nhìn cái quả nó lồi mặt đi, nhìn đẹp. Cây này anh ạ. Cái này thắp đèn nháy cũng đẹp đúng không? Ừ, thắp cái đèn nháy mà treo những cái đèn lồng nhỏ nhỏ ấy đúng không? Quả nó đều mà nó buổi Tết về Tết ấy, về Tết mà chúng ta trang trí thêm những cái đèn lồng ấy, đẹp lắm. Và cây này thì theo chúng bonsai đuôi cảm nhận thì cho một chậu nhỏ hơn được, trồng cao hơn tí nữa được. Bây giờ lên một cái đôn sứ hoặc là trồng một cái chậu sứ thì lên bao nhiêu chân kính đúng không?
chậu tàu hoặc đấy cho một cái đôn sứ kê cao lên, kê hơi thấp, và cái chậu này thì chắc chủ nhân cũ thì cũng hơi to, nhưng mà khi nếu chậu, nếu ở chậu chơi thì cho nhỏ hơn, anh Thịnh không nhận không? Nó mới thay chủ, người ta mới thay cái chậu này, mới thay đất, mới chuyển lên đây. Đẹp quá, một cây độc đáo. Hôm nay tại nhà vườn anh Thái quý vị nhá. Anh Thái đây quý vị này. Anh Thái ơi, cây này là cây dòng hoa quả gần như là em thấy là duy nhất ở đây sao mà anh nhỉ? Duy nhất là vườn này có độc đáo nhất đấy. Ngoài xanh si rồi những cái dòng cây khác, ruối rồi vân vân. Có mỗi cây đấy. Tùng hoa giấy thì rất nhiều, có khoảng 200 tác phẩm đang trưng bày đây. Nhưng đây là cái cây ăn trái. Mà lại đặc biệt, đó cái điều đặc biệt đó là rất là sai quả. Nó làm rất chi tiết. Làm nghệ thuật, cẩn thận. Vì nhìn thấy cái đường co lắc này, cổ ngọn cái thứ. Cái trứng gà làm nghệ thuật. Mới đầu cho anh vốn. Một cây trứng gà đẹp. Thưa quý vị, là anh chủ vườn anh Thái và anh Thịnh cùng với con trai của anh Thịnh. Mọi người nhìn đây cho em nhá, ghi là kiểu ảnh cái nào. Nào ba chú cháu bố con nhìn đây. Cái tên nhá, cái tên nhá. Anh Thái ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị, Bảo Sát Đô Huy vừa gửi tới quý vị một tác phẩm cây trứng gà, hay còn gọi là cây hoa, cây xin lỗi quý vị, cây Lê Kim Ma. Một tác phẩm độc đáo tại cuộc trưng bày của nhà vườn anh Tạ Thái tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và đến đây, Bảo Sát Đô Huy xin được cảm ơn quý vị và xin phép được dừng lời đây. Chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo.